Video ghi lại cảnh một người đàn ông đang lái xe máy trên con đường quê hẻo lánh. Mặt trời chiếu sáng nhẹ nhàng làm nổi bật khung cảnh xung quanh. Khi anh ta đang đi, bất ngờ thấy một con rắn trườn qua đường. Ngay lập tức, anh dừng xe, bước xuống một cách thận trọng và tiếp cận con rắn. Với những động tác khéo léo và nhanh nhẹn, anh ta nhanh chóng bắt được con rắn, tránh được nguy hiểm cho bản thân và người đi đường khác. Hành động này không chỉ thể hiện sự dũng cảm mà còn có ý nghĩa bảo vệ cộng đồng. Con rắn trên đường có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác, dẫn đến tai nạn. Việc bắt được con rắn giúp đảm bảo an toàn cho mọi người đi đường. Hơn nữa, điều này cũng cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của người đàn ông đối với môi trường sống xung quanh. Ngoài ra, hành động này còn mang tính nhân văn cao. Thay vì giết hại con rắn, anh ta chỉ bắt nó, có thể để di chuyển nó đến một nơi an toàn hơn. Điều này phản ánh một thái độ sống hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ động vật hoang dã. Video này không chỉ đơn thuần ghi lại một hành động dũng cảm, mà còn gửi gắm thông điệp về sự quan tâm, bảo vệ cộng đồng và môi trường. Nó khuyến khích mọi người không chỉ biết bảo vệ bản thân mà còn phải có trách nhiệm với xã hội và thiên nhiên. Điều này góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, hài hòa và đáng sống hơn.